Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá cuối ngày 26 tháng 3 của Game Bóng Đá TV. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau. Ronaldo muốn các đồng đội lấy Italia làm bài học. Bóng đá bị cấm vận, Nga vẫn xin đăng cai Euro. Sếp lớn xác nhận Barca sắp đón 4 tân binh. Tuyển Việt Nam vẫn làm chùm Đông Nam Á. Đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Cách đây không lâu, Bồ Đào Nha đã xuất sắc đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-1 ở trận bán kết playoff giành vé dự World Cup năm 2022. Chiến thắng này đưa Seleka vào chơi trận chung kết. Đối thủ của họ là Bắc Macedonia. Đây thực sự là điều khiến tất cả bất ngờ. Mọi người đều chờ đợi trận chung kết nảy lửa giữa Bồ Đào Nha và Italia. Thế nhưng, Bắc Macedonia đã gây sốc khi đánh bại Azuri với tỷ số 1-0. Mặc dù Bắc Macedonia đã gây sốc trước Italia, nhưng rõ ràng thầy trò Santos vẫn được đánh giá cao hơn trước khi trận chung kết diễn ra. Việc Italia bị loại khiến cánh cửa đến Qatar mở ra trước mặt Jota và các đồng đội. Tiền đạo Cristiano Ronaldo đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội trước trận chung kết playoff giành vé dự World Cup năm 2022 với đội Bắc Macedonia. Anh nói, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, đó là đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. Không có chiến thắng nào mà dễ dàng cả, đó là trận đấu mà chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Bồ Đào Nha xứng đáng giành chiến thắng. Bây giờ toàn đội phải tập trung cao độ cho trận đấu với Bắc Macedonia. Mọi người đều biết Bắc Macedonia đã tạo ra những bất ngờ như thế nào. Đây là một trận chung kết và trận chung kết rất khó khăn. Đây là những trận đấu buộc phải thắng. Chắc chắn chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu với sự tôn trọng giống như chúng tôi đã thể hiện với Thổ Nhĩ Kỳ. Hợp đồng của huấn luyện viên Roberto Mancini với Liên đoàn bóng đá Italia hết hạn vào tháng 6 năm 2026. Nhưng với việc Italia không giành vé dự World Cup năm 2022, nhà cầm quân 57 tuổi được dự báo sẽ từ chức. Truyền thông Italia cho rằng Mancini sẽ đưa ra quyết định trong tuần tới, sau khi Italia đá với Thổ Nhĩ Kỳ vào tối ngày 29 tháng 3. Fabio Cannavaro, trụ cột giúp Italia vô địch World Cup năm 2006, được xem là ứng viên sang giá kế vị Mancini. Các nguồn tin ở Italia như cựu phóng viên Sky Sport Italia Alessandro Ansiato hay nhật báo Gazzetta dello Sport cho rằng Liên đoàn bóng đá Italia bổ nhiệm Cannavaro, huấn luyện viên gạo cội Marcello Lippi sẽ đảm nhận vai trò giám đốc kỹ thuật. Tháng trước, các câu lạc bộ và đội tuyển Nga đã bị FIFA và UEFA đình chỉ thi đấu. Điều này dẫn tới việc bóng đá Nga sạch bóng trên đấu trường châu lục, trong khi họ cũng bị tước quyền đấu vòng playoff để giành vé đến World Cup năm 2022. Nghĩa là ít nhất từ nay đến hết năm 2022, bóng đá Nga sẽ bị cách ly khỏi hệ sinh thái của bóng đá thế giới. Nhưng điều đó đã không ngăn được Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá Nga xin đăng cai tổ chức giải vô địch châu Âu vào năm 2028 hoặc 2032. Trang web chính thức của Liên đoàn bóng đá Nga đã công khai kế hoạch này. Trước đó vào thứ Tư, Liên hiệp Anh và Ireland đã chính thức nộp hồ sơ đăng cai Euro 2028. Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ sau đó cũng xác nhận muốn tổ chức giải đấu này. Như vậy, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ quyết tâm vượt mặt Liên minh Anh-Ireland trong một cuộc đua hứa hẹn sẽ rất gay cấn này. Nhưng theo nhận định thì Liên minh Anh-Ireland vẫn là ứng cử viên nặng ký hơn cả. Không chỉ có cơ sở hạ tầng tốt, hai quốc gia này còn nhận được nhiều hậu thuẫn trong tình cảnh nhạy cảm như hiện tại. Bruno Fernandes đã tiến gần đến thỏa thuận mới có thời hạn 5 năm. Trong đề xuất hợp đồng, MU đề nghị tăng gấp đôi lương cho Bruno Fernandes lên 240.000 bảng một tuần. Nhưng nó vẫn chưa thể giúp cho tiền vệ Bồ Đào Nha lọt vào top 5 cầu thủ nhận lương cao nhất tại MU. Theo tiết lộ của tờ The Sun Anh, Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu danh sách cầu thủ nhận lương cao ở MU với mức lương 480.000 bảng một tuần, tương đương 25 triệu bảng một mùa. Xếp thứ hai là David De Gea, thủ thành nhận lương 375.000 bảng một tuần. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Jadon Sancho 350.000 bảng một tuần, Rafael Varane 340.000 bảng một tuần, Paul Pogba 290.000 bảng một tuần, Edinson Cavani 250.000 bảng một tuần. Bruno Fernandes với mức lương 240.000 bảng một tuần chỉ xếp ở vị trí thứ 7. Hè 2022, Paul Pogba được cho sẽ rời MU theo dạng tự do sau khi hết hợp đồng và không có ý định gia hạn. Theo truyền thông Anh, ngay thời điểm này MU muốn gấp rút tìm người thay thế Pogba. Marco Verratti của Paris Saint-Germain là mục tiêu MU có kế hoạch tiếp cận. Verratti là một trong những tiền vệ xuất sắc nhưng đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng với Paris Saint-Germain. Thất bại của Paris Saint-Germain ở đấu trường Champions League có thể báo hiệu sự kết thúc của Verratti ở đội bóng này. Theo Fichajet, MU là một trong ba câu lạc bộ theo dõi Verratti cùng với Inter Milan và Roma. MU coi Verratti là người thay thế phù hợp cho Pogba. Ở khía cạnh kiểm soát bóng, Verratti là tiền vệ cầm bóng hoàn hảo, không chỉ cung cấp những đường truyền dài đáng tin cậy, Verratti còn có thể hỗ trợ cho hàng thủ cho MU. Theo Football Insider, Paris Saint-Germain sẵn sàng đề nghị tiền đạo Romelu Lukaku rời Chelsea để đến với thủ đô nước Pháp. Với việc Mbappe gần như chắc chắn sẽ ra đi vào cuối mùa, đội chủ sân công viên quốc hoàng tử coi ngôi sao người Bỉ là sự thay thế tiềm năng và cơ hội của họ ở thương vụ này là không nhỏ khi Chelsea đang gặp rắc rối.
Tờ Defensa Central mới đây tuyên bố Erling Haaland không phải là ngôi sao duy nhất của Borussia Dortmund lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Cụ thể, đội bóng hoàng gia cũng sẵn sàng chiêu mộ tiền vệ Jude Bellingham, người đang ngày càng trưởng thành tại Signal Iduna Park. Mới đây, trang chủ của Real Madrid xác nhận Hazard sẽ lại phải tham gia một cuộc phẫu thuật để dứt điểm hoàn toàn chấn thương. Hơn một tháng vừa qua, cựu ngôi sao của Chelsea liên tục ngồi dự bị nhưng không được huấn luyện viên Carlo Ancelotti sử dụng. Nhưng ngôi sao người Bỉ tiếp tục phải lên bàn phẫu thuật. Hazard sẽ nghỉ thi đấu trong giai đoạn tiếp theo của mùa giải sau cuộc phẫu thuật. Cho tới thời điểm này, ngôi sao người Bỉ đã được coi là bản hợp đồng bom tấn thất bại nhất trong lịch sử đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2022, Barcelona chiêu mộ 4 tân binh chất lượng Alves, Traoré, Ferran Torres và Aubameyang. Cả 4 cũng đang tỏa sáng và góp công lớn giúp Blaugrana chơi thăng hoa kể từ tháng 1 năm 2022. Sau kỳ chuyển nhượng mùa đông thành công, Barcelona sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng ở kỳ chuyển nhượng hè 2022. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào hôm nay, Chủ tịch Laporta xác nhận họ sẽ chiêu mộ ít nhất 4 tân binh nữa cho mùa giải 2021-2022. Theo truyền thông Tây Ban Nha, những tháng qua Barcelona coi Haaland là một trong những mục tiêu theo đuổi hàng đầu. Tuy nhiên, vì mức giá và đòi hỏi lương thưởng cũng như hoa hồng trong thương vụ này quá cao, nên Blaugrana đã từ bỏ tuyển thủ Na Uy. Theo tờ Sport, thay vì vung tiền mua Haaland, Barcelona tính đến khả năng chiêu mộ Lewandowski từ Bayern Munich. Ngoài ra, Blaugrana còn nhắm mua tiền vệ Rafinha của Leeds United. Trước hai mục tiêu tiềm năng kể trên, Barcelona đã đặt thỏa thuận cá nhân với Christensen Chelsea và Frank Kessie của AC Milan. Cả hai đã vượt qua kiểm tra y tế với Blaugrana và sẽ đến đội bóng theo dạng miễn phí. Thông tin không vui đến với đội tuyển Việt Nam khi trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa cho kết quả dương tính COVID-19 khi làm xét nghiệm tại sân bay Narita. Hiện tại, trợ lý Lê Huy Khoa đã được cách ly tại khách sạn. 5 cầu thủ tiếp xúc gần với trợ lý Lê Huy Khoa cũng được ban tổ chức đưa về khách sạn bằng xe riêng để theo dõi sức khỏe. Hiện tại, VFF đang nhờ Liên đoàn bóng đá Nhật Bản hỗ trợ người phiên dịch thay cho trợ lý Lê Huy Khoa. Đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ Nhật Bản vào ngày 29 tháng 3 tới đây. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chỉ còn khoảng 3 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này. Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 3, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 32 thế giới và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Xếp ngay sau đội nữ Việt Nam là Thái Lan với việc để thua cả hai trận playoff tranh vé dự World Cup năm 2023. Trước Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa, đội tuyển nữ Thái Lan bị trừ tới 62,48 điểm. Đội tuyển Thái Lan đã tụt tới 5 bậc, chỉ xếp hạng 43 thế giới và kém đội tuyển nữ Việt Nam tới 11 bậc. Với chiến thắng 2-1 trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận playoff, đội nữ Việt Nam đã làm nên kỳ tích với lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chơi ở vòng chung kết World Cup. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại từ ngày 27 tháng 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31. Bản tin bóng đá tối ngày 26 tháng 3 đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.